Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Triệu Phú TV, kênh mua bán điện thoại cũ, máy tính bảng cũ giá rẻ. Và hôm nay là ngày 31 tháng 8 năm 2020 và bây giờ thì cũng là hơn 11 giờ tối rồi các bạn nhé. Và thì hôm nay thì cũng là ngày cuối cùng của tháng 8 và mai bắt đầu từ mùng 1 tháng 9 và mùng 2 tháng 9 quốc khánh của Việt Nam. Thì bên mình có giảm giá, EVN giảm giá trên 100k trên một sản phẩm các bạn nhé. Thì mình sẽ bán coi như là vừa bán vừa xả hàng trên 100k một sản phẩm tất cả kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 các bạn nhé. Đây ạ, buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về mẫu sản phẩm cũ giá rẻ. Thì các bạn chịu ưng nào sản phẩm nào bên mình có thể đăng ký kênh, bật chuông thông báo và mỗi tối mình sẽ ra clip thanh lý điện thoại cũ giá rẻ điện thoại cho bạn. Đây, thì tất cả hôm nay thì mình sẽ xả cho bạn nhiều lắm, cũng nhiều con sản phẩm giá rẻ lắm. Đây. Và sản phẩm giá rẻ đầu tiên mình sẽ xả cho bạn là sản phẩm là Samsung Note 5. Đấy, Note 5 thì hôm nay mình sẽ xả hết cho bạn rất nhiều nhé. Note 5 này ạ. Note 5 thì hôm nay mình sẽ xả cho các bạn nhé. Note 5 thì hôm nay đây. Note 5 thì hôm nay nhà mình về rất nhiều các bạn. Nhiều lắm. Nhiều cực luôn. Tối nay thì nhà mình về được nhiều cực trong dòng Samsung Note 5 luôn. Đấy. Mình buổi tối ngay thì về được là 1 2 3 4 5 6 7 cây Samsung Note 5. Đấy, Samsung Note 5 thì các bạn cũng đã rõ rồi các bạn nhé. Nói chung là các bạn cũng không thể lạ lẫm vào gì về con Samsung Note 5 này. Đây, thì mình sẽ giới thiệu qua về sản phẩm Samsung Note 5 cho các bạn nhé. Thì mình sẽ đầu tiên mình sẽ kết nối Wi-Fi này. Kết nối Wi-Fi này em không biết. Thì con Note 5 này lúc thời điểm nó ra ấy thì cũng là một siêu phẩm hơn 20 triệu các bạn nhé. Thì máy còn rất là đẹp đây. Con này thì mình còn chưa lau chùi này. Bọn này mà lau chùi thì nó thật các bạn đẹp như là mới luôn. Đấy. Đẹp lắm. Bọn này lau chùi vào thì rất là đẹp các bạn nhé. Con này cũng chiếc lắc bút. Đấy, con này thì mình sẽ thết quay khoai vào. Và con Note 5 này thì mình sẽ con này thì màu xám. Thì tất cả của mình là Note 5 bên mình đều là bản Hàn một sim nhé. Note 5 bên mình toàn là bản Hàn một sim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cây này là đều là bản Hàn một sim hết các bạn nhé. Rất đẹp. Note 5 rất là đẹp. Đấy, các bạn nào thích Note 5 không ạ? Rất là đẹp. Mình còn chưa lau chùi. Nhiều khi mình còn về mình còn chưa kịp lau chùi đấy. Đây. Cái Note 5 thì mình sẽ giới thiệu sơ cua qua. Thì con này thì là màn hình của nó là màn hình là 5,7 inch nhé. Đấy, màn hình của nó 5,7 inch. Độ phân giải màn hình của nó độ phân giải là 2K nhé. Cho các bạn xem hình ảnh nói chung là cực kỳ là tuyệt vời. Đây các bạn nghe nhạc. Đây thì con này thì nó đang bị YouTube rồi thì mình sẽ sửa con khác nhé các bạn nhé. Con này sẽ phải cập nhật YouTube ạ. Mình sẽ xem con nào mà chưa phải cập nhật. Đây con này thì các bạn đây thì mình sẽ kết nối Wi-Fi con này. Để mình gì nhỉ? Đây thì mình sẽ kết nối Wi-Fi nhé các bạn nhé. Đấy. Đấy, nhân dịp mùng 29 các bạn cứ mua đi. Mình sẽ xả giá rẻ mỗi 100k thì một sản phẩm nhé. Đấy. Đấy. Note 5 thì là màn hình nó là 5,7 inch. Nhưng mà thời ngày xưa thì nó thiết kế cái màn hình rất là to chứ. Camera sau lại cực kỳ là sắc nét và camera trước đấy. Mình sẽ chuyển camera trước cho các bạn nhé. Cấu hình của Note 5 thì nó là RAM, con này là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 32GB các bạn nhé. Đây, mình sẽ vào YouTube và mình sẽ xem phim nghe nhạc cho các bạn. Đây các bạn, mình sẽ vào nghe nhạc này. Thì Note 5 của nó là RAM 4GB. Nhưng mà cái thời điểm nó mới ra ấy thì nó là hơn 20 triệu, đâm là họ Samsung họ làm cái main cực kỳ chắc chắn và màn hình là độ phân giải 2K cực kỳ là sắc nét nhé. Đây, các bạn nghe nhạc thì cũng rất là to, nghe đẹp. Đấy, Note 5. Đây mình chưa nghe, mình đã sợ quảng cáo kinh. Đây, Note 5 này. Đấy các bạn nghe nhạc cực kỳ là hay ạ. Đấy, Note 5 các bạn nghe nhạc thì cực kỳ là hay nhá. Đấy. Đấy. Nghe nhạc cực kỳ hay. Các bạn xem phim
video 2K, 4K thì cũng tuyệt vời. Đây, 4K các bạn vào xem phim coi như là đây. Các bạn xem video của nó này. Các bạn chỉnh chất lượng này. Nó pinh luôn. Các bạn xem video 4K thì khỏi phải nghe chê luôn. Hình ảnh thì các bạn nhìn nghiêng này, không có độ lóa mờ luôn. Tại vì những sản phẩm Samsung Note 5 là lúc thời điểm mới ra là đắt mà. Hơn 20 triệu đâm là Samsung họ tối ưu hóa rất nhiều màn hình này. Màn hình AMOLED này rất là đẹp nhé. Các bạn nhìn nghiêng thì không bao giờ độ lóa mà mờ gì nhé. Đây các bạn nhìn nghiêng rất là đẹp ạ. Đấy, video các bạn nhìn chưa? Quá là sắc nét luôn. Quay trên camera này thì không được nét bằng như kiểu mấy các bạn nhìn thật ngoài đâu. Đấy, con Note 5 này thì là đây, Note 5 này mình về 6 cây nhá. Và tất cả sản phẩm Samsung Note 5 bên mình ấy thì đây. Nhà mình thì có hai con này thì mình sẽ báo giá tình trạng luôn. Hai con này thì nó hơi bị chảy nút hôm một chút này. Nó hơi bị chảy nút hôm một chút. Tất cả 6 con này của mình nhá đều là màn đẹp. Màn hình đều là đẹp nhá. Không ám ố các bạn nhá. Tất cả 6 con này đều là toàn là màn đẹp không ám ố cơ. Đấy các bạn đi thay màn hình đã 2 triệu hơn 2 triệu rồi các bạn nhá. Tội gì các bạn phải mua thay màn hình làm gì, các bạn mua luôn máy khác tội gì nhá. Đây. Samsung thì màn hình nó cực kỳ là đẹp. Đây. Màn hình thì đẹp không ám ố nhá. Hai con bị chảy Note Home này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 2 triệu 100k nhá. Thì nhân dịp mùng 2 tháng 9 bên mình chỉ đang tri ân khách hàng ấy thì mình sẽ bớt cho bạn 100k, còn là 2 triệu đồng một sản phẩm nhá. Hai con Note 5 này. Các bạn mua vào ngày mai thì mình sẽ được khuyến mại cho bạn với giá là 100k thì các bạn còn 200k nhá. Cấu hình của hai con này là RAM 4GB. Bộ nhớ trong con này là 32GB các bạn nhé. Tất cả đều là máy Hàn, một sim một sóng nhé. Note 5 này các bạn mua về tặng ông bà bố mẹ người thân rất là tuyệt vời. Note 5 thì nó có hỗ trợ cái bút này. Note 5 thì nó có hỗ trợ cái bút này. Các bạn viết vẽ hay là như thế nào rất là ok nhé. Các bạn có thể là vừa viết này. Này cái bút này đây. Viết vẽ rất ok. Đấy. Đấy. Các bạn ở đây thì sẽ không viết được nhá. Đấy. Viết vẽ các bạn ký tên hoặc các bạn nhà các bạn học sinh ấy thì các bạn có thể là viết vẽ rất ok. Mà cái màn hình nó cực kỳ là đẹp luôn. Đây, hình thức cũng còn độ 90% nhé. Hai con này còn 90%. Màn hình thì đẹp này, sáng đẹp này. Nhưng mà Note Home thì chỉ bị chảy một tí thôi. Các bạn nào không cần Note Home cũng được. Tại vì dùng lướt rồi không thể tránh được. Hai con này thì bên mình đang xả cho bạn với giá là 2 triệu mốt. Và các bạn mua vào ngày mai thì mình sẽ tri ân khách hàng chỉ với giá là 2 triệu đồng một sản phẩm các bạn nhé. Đấy. Còn con này là 64GB. 64GB nhà mình còn mỗi con này nhé. Đấy. Con này thì cũng màn đẹp không ám ố. Con này là RAM 4GB này. Bộ nhớ trong con này là 64GB nhé. Đấy. Con này là RAM 4GB. Bộ nhớ trong 64GB. Con này thì bên mình đang bán bạn với giá là 2 triệu 300k các bạn nhé. 2 triệu 300k thì các bạn lấy ngày mai thì còn là 2 triệu 200k nhé. Đấy, RAM 4GB, bộ nhớ trong là gì nhỉ? 64GB. Mình sẽ vừa bán vừa tri ân khách hàng cho bạn nên các bạn yên tâm ạ. Đấy. Đây, và đây là ba con này. Tất cả mấy con này thì là bản gì nhỉ? Bản còn 4 con còn lại thì là bản cũng là Note Home thì đẹp tất nhá. 4 con lại thì tất cả cũng là bản RAM 4GB, bộ nhớ trong là 32GB. Thì bọn này thì bên mình đang bán bạn với giá là 2 triệu 200k nhá. Thì các bạn lấy vào ngày mai thì mình sẽ chi ân khách hàng cho bạn với giá là 100k thì còn là 2 triệu mốt một sản phẩm các bạn nhá. Lót 5 thì còn 2 triệu mốt các bạn, rất là rẻ nhá. Đấy, chỉ với giá 2 triệu mốt nhá. Đấy. Đấy. Màu bạn nào thích màu đen này. Bạn nào thích màu gold thì mình đây, mình có cả màu gold nhá. Đấy. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Lót 5 này các bạn liên hệ hàng mình sớm nhất, một là qua Zalo. Nếu mà Zalo mình không trả lời thì các bạn liên hệ trực tiếp qua số điện thoại mình. Và đây địa chỉ cửa hàng nhà mình. Gần các bạn có thể qua trực tiếp cửa hàng mình, ở xa bên mình có ship. Và hình thức mua hàng ở xa thì các bạn cọc cho mình 50k và 100k tùy theo mức giá sản phẩm các bạn nhé. Đấy, cọc cho mình trước là phí ship nhé. Đấy, thì theo lời khuyên của mình thì các bạn có nên mua hàng online không? Thì nhiều bạn cũng có hỏi mình có nên theo mình có nên mua hàng online không ấy. Thì các bạn là thời điểm như này, thứ nhất là Covid-19 thì đang phức tạp ở Việt Nam thì cũng đang bị mấy hôm nay thì đang bị số ca nhiễm thì giảm đáng kể, có hôm không bị, có hôm bị. Thì các bạn có thể chọn hình thức là nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán ship cô nhé. Các bạn nên đi mua hàng online. Và mua hàng online các bạn nhận chọn hình thức là cho mình là nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán. Tại vì hình thức các bạn tại sao chọn hình thức nhận hàng thanh toán không? Tại vì một là bên mình biết đâu hoặc bên mình chào máy chẳng hạn. Hoặc là hai là các bạn bên nhân viên bưu điện họ chào máy chẳng hạn. Đấy,
trường hợp thì các bạn cứ chọn hình thức cho mình là nhận hàng, kiểm tra và thanh toán giúp mình nhé. Đấy, các bạn cứ chọn cho mình hình thức là nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán giúp mình nhé. Đấy. Và mình khuyến khích các bạn nên chọn hình thức nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán. Và thứ hai là các bạn khuyến khích các bạn mua hàng online. Tại vì biết tại sao không? Tại vì các bạn mua hàng online thì các bạn cực kỳ là thông minh. Nói chung là thứ nhất là thông minh và thứ hai các bạn là tiêu dùng rất là ok. Tại vì online, bán hàng online thì bây giờ bên rất nhiều shop cạnh tranh cực kỳ là nhiều. Các bạn có thể là sang kênh của mình hoặc là sang kênh bên khác, các bạn có thể là các bạn thấy giá bên mình ok, các bạn có thể đặt mua hàng bên mình. Và các bạn mua sản phẩm là bên shop khác chẳng hạn thì các bạn có thể là thấy bên shop khác giá ok, các bạn thể mua shop khác. Tại vì bán hàng online thì các bạn biết tại sao lại giá lại rẻ không? Tại vì là cứ shop này cạnh tranh với shop này cạnh tranh shop này, thì các bạn cảm thấy các bạn là đi mua hàng online thì các bạn là thông minh ở cái chỗ đấy. Tại vì các bạn thấy giá bên này ok các bạn mua, hoặc là thấy giá bên mình không ok các bạn thôi, các bạn quá tha có thể sang shop khác mua cũng được mà. Tại vì cái này thì có ép các bạn đâu, shop người ta hoặc là shop mình cũng có ép các bạn đâu. Thì các bạn mua hàng online thì để mình đánh giá, mình khen ngợi các bạn là cực kỳ là thông minh, cực kỳ là giỏi về công nghệ đấy. Tại vì còn những người mà không giỏi về công nghệ cho lắm thì họ hay ra cửa hàng gần nhà họ mua đấy, thường như thế. Còn những người mà am hiểu công nghệ mà thích mua hàng online, các bạn cứ chọn mua hàng online cho mình. Chế độ bảo hành thì cũng như nhau thôi, cũng lỗi được một tuần, bảo hành 3 đến 6 tháng rất là ok ạ. Đấy, mình đây thì đến như mình đây thì mình cũng mua hàng online cực kỳ là nhiều chứ không phải các bạn đâu. Mình cũng đi mua hàng online cực kỳ là nhiều đấy. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Note 5 các bạn nên hàng mình sớm nhất nhá. Đây. Tiếp theo là đây nhà mình có mấy con máy cò này. Đó. Đây, và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay nhà mình về được con này là con S8 Bluetooth nhá. Đấy, S8 Bluetooth, con này mình sẽ kiểm tra xem nó là bản gì nhá. S8 Bluetooth ấy. Hôm nay vừa mình về con xong. Con này là S8 Bluetooth, con này là bản công ty này. 2 SIM 2 sóng các bạn nhé. Bản công ty 2 SIM 2 sóng. Con này thì màn hình đẹp, không ám ố các bạn nhé. S8 Bluetooth đấy ạ. Hình thức con này còn 90%. Trên 90%, đấy rất là đẹp. Công ty của nó thì là 2 SIM 2 sóng. Con S8 Bluetooth này thì các bạn cũng đã rõ rồi. Rồi mình sẽ vào xem phim nghe nhạc cho bạn luôn này. Loa các bạn. Nhạc vàng đi. Các bạn nghe nhạc vàng cho nó máu đi. Đây, cái loa của Samsung thì các bạn khỏi phải chê luôn. Quá là tuyệt vời nhá. Đấy, loa nghe nhạc thì các bạn khỏi phải chê luôn. Màn hình của S8 Bluetooth này cũng độ phân giải của nó là 2K nhá. Các bạn xem phim chụp ảnh cực kỳ là sướng ạ. Màn hình đẹp không ngả mồ ạ. Con S8 Bluetooth con bản công ty này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 4.100.000 nhá, 4.1 nhá. Con này thì bên mình đang bán bạn với giá là 4.1 bản công ty 2 SIM 2 sóng. Còn các bạn nào mà đặt hàng ngày mai thì mình sẽ chia ơn khách hàng 100.000 thì còn là với giá là 4 triệu đồng các bạn nhé. Chỉ với giá 4 triệu đồng các bạn được sở hữu sản phẩm Samsung S8 Bluetooth này. Đây mình xem cấu hình của nó là bao nhiêu ghi nhé. Mình quên chưa xem cấu hình nó bao nhiêu ghi. Thì mình sẽ báo rõ cho các bạn luôn. Còn về phần chip và cấu hình thì các bạn có thể lên xem lên Google xem giúp mình nhé. Con này là bộ nhớ trong, con này là 64GB các bạn nhá. Và con này 64GB sẽ hay đi kèm là xem RAM bao nhiêu GB. Đấy, con này là bản RAM 4GB này. Bộ nhớ trong là 64GB. Bản công ty 2 SIM 2 sóng. Bên mình đang bán bạn với giá là 4.1 triệu. Thì các bạn nào mua ngày mai thì mình sẽ giảm giá các bạn với giá là 100.000, còn 4 triệu đồng các bạn nhá. S8 Bluetooth đấy nhá. Đấy, S8 Bluetooth bản công ty này, rất là ok nhá. Đây ạ, S7e thì hôm nay mình vừa mới về được 2 con. Tối nay thì mình về được 2 con nhé. Đây, S7e thì hôm nay mình về được 2 con. Một con màu hồng này. Hai con này đều là bản Hàn 1 SIM nhé. Một con màu hồng và một con này là con màu đen này. Hai con này đều là bản Hàn 1 SIM này. Đấy, hình thức quá là đẹp luôn. Đây, hai con này đẹp, đẹp 90. Trên 90% ạ. Con này này màu hồng này rất là đẹp. Màu hồng này thì con này thì máy zin, hai con này thì máy zin nguyên bản luôn nhá. Các bạn mua về tặng ông bà bố mẹ người thân rất là tuyệt vời. Còn S7e này ạ. S7e màu hồng này thì con này là bản Hàn 1 SIM. Màn hình thì đẹp không ám ố các bạn nhá. Bản Hàn các bạn thể là về lên 2 SIM. Con này thì bên mình màu hồng này thì máy zin đét nguyên bản này.
đẹp như là máy mới luôn này, đẹp lắm này. Các bạn mua về tặng cho người yêu, bà xã này, dùng màu hồng rất tuyệt vời, hoặc là các bạn dùng ok. Con màn hình này đẹp này, không ám ố này, thì bên mình đang bán bạn với giá là 2.900.000. Các bạn là mua vào ngày mai thì các bạn mình sẽ giảm giá cho bạn với giá là 100.000, còn là 2.800.000 các bạn nhá. S7e màu hồng đấy ạ. Đấy, bên mình đang bán bạn với giá là 2.900.000 nhá. Đấy, S7e. Các bạn mua về tặng cho các chị em phụ nữ thì khỏi phải nê luôn. Những sản phẩm này các bạn chỉ đập máy mới hỏng thôi, còn bình thường lỗi vặt rất ít nhá. Đấy, S7e. Mà lúc thời điểm nó mới ra thì cũng mấy chục triệu đấy các bạn nhé. Đây, camera thì quá là nét luôn, hơn 20 triệu đấy. Mà thật với các bạn, mà các bạn mà tháo những cái main S7e này ra, thật với các bạn, main nó quá đẹp và quá tuyệt vời luôn. Cái main nó chắc chắn kinh khủng hơn những đời mới bây giờ. Đời mới bây giờ thì main ọp ào ẹp yếu lắm, bẻ thì gãy. Nhưng mà main này các bạn bẻ thì nghe khôi khó gãy đấy. Main nó chắc lắm, mình sẽ nghe nhạc cho các bạn này. Đấy, S7e đấy. Loa nó hay lắm, đây. 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 Loa các bạn khỏi phải chê luôn, S7, S8. Nói chung là sản phẩm Samsung là loa các bạn khỏi chê. Này. Đấy. Đấy các bạn nghe nhạc thì khỏi phải chê luôn nhá. Quá là hay luôn. Màn hình con này thì cũng độ phân giải của nó là 2K. Các bạn dùng tuyệt vời nhá. S7e bên mình đang bán bạn giá là 2.900.000 nhá. Màn đẹp không ngắm ố các bạn nhá. Đấy. Và con này thì mình sẽ kiểm tra con này là bản gì nhỉ? Mình sẽ kiểm tra con này là xem là bản bao nhiêu GB chứ. Con này là bản RAM 4GB bộ nhớ 32 này, mình sẽ xem con này là bản bao nhiêu GB. Con này cũng là bản RAM 4GB bộ nhớ trong là 32GB. Con này thì mình sẽ test màn cho bạn nhé. Đây. Màn con này thì là hơi bị ám một chút thôi, bên dưới này thôi. Đấy, màn hơi bị ám một chút bên dưới thôi. Con này thì bên mình đang bán bạn giá là 2.400.000 các bạn nhá. Thì các bạn nào mua ngày mai thì sẽ được giảm là 100.000, còn là 2.300.000 nhá. Đấy, 2.300.000 các bạn sử dụng S7e này. RAM 4GB, bộ nhớ trong 32GB. Máy zin nguyên bản nhá, đẹp trên 90% ạ. Đấy. Năm 2020 tại sao các bạn đến thêm giải rẻ không? Tại vì tiền 2020 điện thoại tiền rất là mất giá, đâm được điện thoại cực kỳ là rẻ. Còn vàng thì gì nhỉ? Vàng thì trong nước không sản xuất được, đâm là nên là vàng cực kỳ là đắt. À, tiền Việt Nam mình thì sản xuất được, đâm sản xuất vô tội vạ ra thì tiền chẳng mất giá. Đấy. Ngày xưa cầm mấy triệu đi chỉ mua mấy con điện thoại cùi bắp thôi. Còn bây giờ các bạn cầm 1-2 triệu đi các bạn mua điện thoại quá là ngon, quá là tuyệt vời luôn ạ. Bạn nào thích sản phẩm Samsung S7e này các bạn tay hàng mình sớm nhất nhá. Đây. Đây con này là Samsung J7 Pro này. Đấy, hôm nay mình về tiếp tục con Samsung J7 Pro nhá. Con này là bản Hàn một SIM nhá. Samsung J7 Pro con này là bản Hàn một SIM. Đấy. Bản Hàn một SIM này. Đấy, bản Hàn một SIM, J7 Pro bản Hàn một SIM. Con này thì bên mình đang bán bạn với giá là 1.900.000. Các bạn nào mà lấy vào ngày mai ấy thì bên mình sẽ giảm giá 100.000, còn là 1.800.000 các bạn nhá. Đấy, chỉ với 1.800.000 các bạn xíu sản phẩm Samsung J7 Pro đấy. Con này là RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB, con này là bản Hàn một SIM nhá. Đấy. Pin là 3K6, Samsung J7 Pro các bạn cũng đã quá rõ rồi. Dùng cực kỳ là phê, cực kỳ là sướng nhá. Máy màu gold này cực kỳ là đẹp luôn, J7 Pro. Đấy. Đấy. Bạn nào thích sản phẩm Samsung J7 Pro thì các bạn nhắn hàng mình sớm nhất nhá. Và cùi bắp thì mình cũng có đây. Đấy, con này là con Oppo Leo 7 này. Đây. Leo 7 ạ. Đấy, Oppo Leo 7. Con này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 750.000 nhá. Con Oppo Leo 7 này thì của nó là hai SIM hai sóng các bạn gì nhỉ? Hai SIM hai sóng. Oppo Leo 7 thì hai SIM hai sóng. Các bạn nào mà mua Oppo Leo 7 mà sản phẩm ở dưới 1 triệu này, mình sẽ giảm giá 50.000 cho bạn nhá. Chỉ còn là 700.000 sản phẩm nhá. Oppo Leo 7 đấy ạ. Này con này thì giảm giá được còn là 700.000 nhá. Đấy, các bạn mua về chống cháy nghe gọn rất là ok nhá. Đấy, vào mạng xem phim vào mạng hoặc là tặng các em nhỏ rất là ok, tuyệt vời nhá. Đây mình còn cái gì nữa mình quên mất rồi nhỉ.
các bạn đợi mình tí nhé, để mình tìm đây. Đấy. À đây, và đây là gì nhỉ? Đây là sim villa vào mạng cả năm nhé. Đấy. Hôm nay thì lâu lắm thì bên mình mới về được là sim villa vào mạng cả năm này. Sim villa vào mạng cả năm này. Đây, hôm nay thì mình lại về tiếp tục được sim villa 4G vào mạng cả năm. Sim này thì năm ngoái thì mình nói thật với các bạn, mình nhớ mình bán không biết bao nhiêu sim. Có khi hàng trăm đến hàng nghìn sim các bạn nhé. Đấy. Có khi năm ngoái thì mình khéo mình bán hàng nghìn cái sim này cơ. Đấy, sim villa 3G vào mạng cả năm này, à 4G vào mạng cả năm đây. Đây thì sim villa rất là ok nhá. Còn sim này thì mình cũng đang dùng một cái nhà. Mình hay kiểu mình hay lái xe ra ngoài ấy. Mình hay lắp vào cái bản đồ trên ô tô ấy. Thì mình lắp vào mình dùng rất là sướng nhá. Đấy, sim villa 4G vào mạng cả năm. Thì sim này thì bên mình bên ngoái mình bên năm ngoái thì mình đang bán với giá là 250k. Nhưng mà năm nay sẽ lên 100.000 nhá, tổng là 350 cả năm các bạn nhá. Đấy, sim villa vào mạng cả năm, các bạn không phát sinh 1.000 nào nhá. Đấy, các bạn lấy về các bạn có thể là kích hoạt soạn tin, kích hoạt tin nhắn. Đây. Hoặc là mình sẽ đăng ký gì nhỉ? Sim vào mạng cho bạn nhá. Đấy. Sim villa vào mạng cả năm đấy ạ. Bên mình đang bán các bạn với giá là 350k các bạn nhá. Đấy, sim villa vào mạng cả năm. Bên mình đang bán các bạn với giá là 350k nhá, rất là rẻ. Đấy, năm nay thì là sẽ lên 100k so với năm ngoái các bạn nhé. Đấy, sim villa vào mạng cả năm. Bên mình đang bán các bạn với giá là 350k, rất là rẻ. Chỉ với một năm các bạn chỉ mất 350.000. Thì các bạn vào mạng vù, wifi, nói chung là đi ra đường, nói chung là các bạn đi ra đường mà không ở nhà thì các bạn có thể dùng sim 3G vào mạng cả năm này. Hoặc là các bạn mua máy bên mình rồi thì các bạn có thể là mua cả sim vào mạng luôn nhé, thì cũng rất ok nhé, sim 3G vào mạng cả năm này. Bên mình đang bán các bạn với giá là 350k nhá, năm nay thì lên 100k các bạn nhá, giá theo thị trường mà, thì mình cũng không biết phải làm sao cả, thì mình cũng muốn bán rẻ thôi, nhưng mà bây giờ giá nhập vào thì không được rẻ các bạn nhá. Bạn nào thích cảm thấy sim villa bên mình ok thì bạn nhanh tay đặt hàng mình là sớm nhất nhá, sim villa vào mạng cả năm thì mình sẽ mai mình sẽ ship các bạn luôn. Hôm nay nhà mình về được 5 sim thôi, dạo này ít lắm, mấy cả nó cao kinh khủng luôn. Vì nhập bán có được bao nhiêu rồi mình bán những cái này để lấy khách để bán cho vui thôi, thực ra không được bao nhiêu các bạn nhé. Đấy, và tiếp đến là con này là con LG V20. Đấy, LG V20 thì các bạn cũng đã rõ rồi nhé, con này của nó là RAM, con này là RAM 4GB, bộ nhớ trong con này là gì nhỉ, RAM 4GB, bộ nhớ trong con này là gì nhỉ, 64GB nhá, LG V30 à 20 đấy. Con này thì máy màu hồng rất là đẹp đấy. Đây, con này là RAM 4GB này. RAM của nó là RAM 4GB. Bộ nhớ trong này 64GB. Con LG V20 này thì bên mình đang bán các bạn với giá là 1.700.000. Thì các bạn nào mua vào ngày mai mình sẽ chi ân các bạn với giá là 1.600.000 các bạn nhá. LG V20 này. Đấy, RAM 4GB, bộ nhớ trong 64GB. Con này là bản Hàn nhá. Bản Hàn thì nó hỗ trợ cái chip âm thanh, các bạn nghe nhạc thì quá tuyệt vời luôn. Đây, bản Hàn các bạn nghe nhạc thì khỏi phải quê luôn. Đấy. Nghe hay, bản Hàn nghe nhạc thì quá là hay luôn, to là hay luôn. Đấy, đấy, đấy các bạn nghe. Đấy, bản Hàn thì nghe nhạc thì quá là phê, tuyệt vời nhé các bạn nhá. Bạn nào thích sản phẩm LG V20 các bạn nghe hàng mình sớm nhất nhá. Đây, và buổi tối ngày hôm nay nhà mình về con này là Samsung gì nhỉ? A72018 nhé, A72018, con này là bản Hàn các bạn nhé, con này là bản Hàn một sim, A72018 con này là bản Hàn một sim, đấy, A72018 con này là bản Hàn một sim, bên mình đang bán cho bạn với giá là 2.400.000 các bạn nhé, con này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 2.400.000, các bạn nào mà lấy ngày mai ấy thì mình sẽ được giảm với giá là 100k còn 2.300.000 nhé, sản phẩm Samsung A72018. Con này là bản Hàn một sim nhá, máy màu xanh, hình thức máy đẹp còn 90/90% các bạn nhé. A72018 đấy, A72018 bản Hàn một sim, 3 camera nhá, chỉ với giá là 2.300.000, cực kỳ là rẻ. Đấy, A72018 đấy. Đấy, con Sony ZXZ thì nhà mình nay thì còn một chiếc màu xanh nha các bạn nhé. Sony ZXZ này thì bên mình đang bán các bạn với giá là 1.600.000. Thì các bạn thích sản phẩm Sony Z này, các bạn nghe hàng mình được sớm nhất, thì các bạn nào mua ngày mai thì mình sẽ được giảm giá 100k còn 1.500.000 các bạn nhé. Sony Z này thì là máy
Docomo này, Soli Z thì xuất xứ nó bên Nhật mà, là máy Nhật thì các bạn khỏi phải chê, quá là ngon luôn. Đây, camera đèn flash này, hình thức là máy đẹp là trên 90%, cấu hình là RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB các bạn nhé. Còn A7-2018 này của nó là RAM 4GB, bộ nhớ trong 64GB nhé. Đấy, chỉ với khác bản công ty là nó một SIM các bạn nhé. Đây, Soli Z nhé, các bạn thấy hàng mới sớm nhất ạ. Và tiếp theo là buổi tối ngày hôm nay nhà mình vừa mới về, con này là con Oppo F11 Pro này. Oppo F11 Pro hình thức con này cũng còn 90% nhé. Đấy, Oppo F11 Pro. Con này thì mình sẽ kiểm tra bộ đồ nó bao nhiêu GB. Đấy, con này cũng phiên bản là RAM 6GB này. Bộ nhớ trong con này là 128GB nhé. Đấy, RAM 6GB này, bộ nhớ trong là 128GB. Còn Oppo F11 Pro này thì là màn hình của nó là màn hình là 6,5 inch tràn viền nhé. Đây, camera này thỏ nghe cực kỳ sắc nét, thỏ thụt này. Đấy, phiên bản là RAM 6GB, bộ nhớ trong con này là 128GB. Con này thì bên mình đang bán các bạn với giá là 3 triệu 800k, thì các bạn nào lấy ngày mai thì mình sẽ được giảm 100k, còn với giá là 3 triệu 700k các bạn nhé. Sản phẩm là Oppo F11 Pro đấy ạ. Đấy, F11 Pro đấy, 3 triệu, chỉ còn 3 triệu 700k thôi các bạn nhá. Đấy, bạn nào thích sản phẩm Oppo F11 Pro này, mua tặng ông bà bố mẹ người thân hoặc là bà xã thì các bạn nên hàng mình sớm nhất. Những sản phẩm này các bạn chịu đập máy mới hỏng thôi, bình thường lỗi vặt ít nhá. Và cuối cùng nhà mình về được hai, hôm nay nhà mình về được hai con Samsung Z7 Prime này. Đấy, Z7 Prime thì hai con này đều là bản công ty, hai sim hai sóng. Z7 Prime này thì bên mình đang bán các bạn với giá là 1 triệu 700k, thì các bạn nào lấy ngày mai thì sẽ được giảm với giá là gì nhỉ, 100k, thì còn 1 triệu 600k nhé. Máy màu đen nhé, hình thức cũng còn 90%, trên 90% Z7 Prime. Z7 Prime thì hai con này đều là bản công ty. Đấy, bản công ty này, hai sim hai sóng nhé. Z7 Prime bản công ty hai sim hai sóng đấy ạ. Bản công ty 2 sim 2 sóng này. Đấy, các bạn nào mua ngày mai sẽ được giảm giá 100k, thì còn là 1 triệu 600k nhé. Z7 Prime rất là rẻ nhé. Đấy, các bạn mà nhanh tay lựa chọn những sản phẩm điện thoại rẻ nhất về bên mình để sử dụng nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì bên mình lại về ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thanh lý cho bạn. Thì tất cả sản phẩm bên mình thì báo giá trực tiếp, thì các bạn ưng sản phẩm nào mình, các bạn nhanh tay nhấc máy lên liên hệ trực tiếp qua số điện thoại mình đặt hàng nhé, và địa chỉ cửa hàng của mình gần, các bạn phải trực tiếp qua nhà hàng của mình, và loanh quanh khu vực Hà Nội thì mình có ship trong ngày cho các bạn nhé. Thì tất cả sản phẩm bên mình thì lỗ được một tuần và bảo hành là 6 tháng, các bạn yên tâm ạ. Và bây giờ thì cũng muộn rồi, và xin chúc bạn đã xem video mình một buổi tối ngon, và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy niềm vui phúc, và xin chào và hẹn lại clip tối ngày mai các bạn nhé. Và chúc các bạn là có một kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 thì bên gia đình và người thân thì tuyệt tuyệt vời nhé các bạn nhé.